Việt Nam ngày nay là kết tinh của mấy ngàn năm lịch sử. Qua mỗi chặng đường phát triển, những giá trị văn hóa được hình thành, nảy nở, được các thế hệ ra sức vun bồi bằng trí tuệ và tinh thần đam mê sáng tạo. Một di sản văn hóa, một truyền thống tốt đẹp, nếu không có sự kế thừa và phát huy, thì di sản truyền thống tốt đẹp đó sẽ tàn lụi và biến mất trong đời sống cộng đồng. Trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật diễn xướng múa bóng trổi như viên ngọc quý thể hiện sự giao lưu tiếp biến văn hóa của các dân tộc Việt, Chăm, Hoa, góp vào diện mạo văn hóa chung của vùng đất Nam Bộ. Nhiều nghệ sĩ sáng tác, biên đạo, diễn viên đã kế thừa những nét đặc sắc của múa bóng trổi để tạo nên các tác phẩm độc đáo có chất lượng nghệ thuật cao về hình thức và nội dung. Tác phẩm búa mâm vàng cửu long đã góp phần tạo nên tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Thái Liên. Từ đó trong chương trình đào tạo nghệ thuật hàng năm, múa bóng trổi đã trở thành thể loại múa dân gian đặc trưng của người Việt Nam Bộ, được đúc kết về ngôn ngữ, động tác, hình thể, bố cục để đào tạo trong nhà trường.